ca sĩ Khánh Ly vừa tổ chức buổi nhạc 60 năm Khánh Ly đời cho ta thế để đánh dấu 6 thập niên sự nghiệp ca hát tại nhà hát Rose Center ở Little Sài Gòn, miền Nam tiểu bang California. Vé cho buổi nhạc này có giá từ 100 đến 200 đô la. Theo Việt báo, số tiền thu được từ buổi nhạc sẽ gửi vào công tác từ thiện của bà ở Việt Nam. Được mệnh danh là nữ hoàng chân đất, dòng ca trầm, khàn, ngân vang của Khánh Ly gắn liền với dòng chảy âm nhạc Việt Nam từ trước năm 1975 và được khán giả yêu mến cho tới tận bây giờ. Một đời người mà bước qua năm thứ 60 của sự nghiệp ca hát thì không phải là ai cũng dễ dàng có được. Thì Jimmy chỉ thấy là cô là một người ca sĩ huyền thoại của Việt Nam mình, nhưng mà cô rất là giản dị, hòa đồng. Từ nhỏ thì Isa đã được nghe cô Khánh Ly hát, có thể là khoảng 3-4 tuổi gì đó trên TV ở Sài Gòn. Thì lúc đó mình mới 3-4 tuổi nhưng mà nhớ là thích lắm. Và từ đó là Isa rất là yêu tiếng hát này. Và cũng nhờ tiếng hát của cô mà mình nghe nhạc Việt rất là nhiều từ tiếng hát này. Tùy theo mình nhìn đến cái xu hướng nào. Tôi thì tuy đi theo cái xu hướng chung dung, tôi chỉ yêu Khánh Ly về tiếng hát, về con người của bà. Tôi được gặp vài lần, tôi thấy bà là người có tài mà rất là khiêm nhường, nói chuyện rất là dễ thương, thì tôi yêu cái tài vậy thôi. Tại buổi trình diễn của bà đêm nay, tuy khán giả phải dùng giấy quạt cho bớt chảy mồ hôi vì máy lạnh không hoạt động, mọi người vẫn vui vẻ lưu lại suốt 3 giờ đồng hồ để thưởng thức những tình ca bất hủ của các nhạc sĩ nổi tiếng do Khánh Ly và các đồng nghiệp trình bày. Mọi người yêu mình đến chia sẻ với mình, đó là một hạnh phúc cho tất cả. Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục biên đạo múa mô tả 3 bài hát: Ru ta ngậm ngùi, hát cho một người nằm xuống, và Người con gái Việt Nam da vàng của Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Khánh Ly. Nhiều điệu múa trong Vết lăng trầm là sự liên kết giữa lời hát, lời thơ và ẩn dụ mà tôi tìm thấy và cảm nhận được trong nhạc Trịnh Công Sơn. Nhiều hình ảnh và vũ điệu đẹp mà tôi liên tưởng tới vóc dáng của người Việt, nên tôi đưa nó kết hợp vào các vũ điệu ballet của phương Tây. Không chỉ vũ điệu mà thôi, mà còn là cách mà những bài hát Việt này ảnh hưởng đến ballet và biến chuyển những vũ điệu đó có tố chất Việt Nam hơn. Khánh Ly bắt đầu sự nghiệp ca hát lúc 14 tuổi, khi tham gia cuộc thi ca nhạc thiếu nhi do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức với cái tên Lệ Mai và đoạt giải nhì. Nhiều khi tôi thử hỏi, nếu không có Phạm Tuy, không có Trịnh Công Sơn, không có Trần Tử Tiên, không có Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Anh Bằng, Lam Phương, chúng ta có cái gì trong đời sống này? Có lẽ chúng ta chỉ biết nhìn nhau và thở dài thôi. Ở tuổi 78, bà vẫn du ca ở châu Âu, Hoa Kỳ và gần đây nhất là Việt Nam, và mong mỏi được ca hát tới 80 tuổi. Nếu tiếng ca của Khánh Ly đưa người nghe trải qua dòng lịch sử cận đại của Việt Nam bắt đầu từ góc Văn Quan của trường Văn Khoa năm 1967, thì chính bà là nhân chứng của dòng lịch sử ấy qua quá trình tị nạn Cộng sản tại Mỹ. Bà khuyên thế hệ sau, nếu muốn cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, thì hãy viết từ trái tim của mình. Đừng viết về những chuyện đã xảy ra ở ngoài. Người ta nói nhiều chuyện ở ngoài rồi, mình phải nói từ cái trái tim của mình. Đó là điều quan trọng.